目が見えない岩本さんヨットで太平洋を渡って賞をもらう岩本光弘さんは目が見えませんが風や波の音を聞いてヨットを動かすことができます岩本さんは東日本大震災で 被害を受けた子どもたちを元気にしたいと考えましたそして去年アメリカからヨットで太平洋を1万3,000キロ渡って途中でどこの港にも寄らないで55日で福島県に着きました目が見えない人がヨットで太平洋を渡ったのは世界で初めてでした岩本さんは12日 世界のいろいろな場所で冒険した人に贈る上村直美冒険賞をもらいました。この賞は5つの大陸の一番高い山に世界で初めて全部登った上村直美さんを記念してできました岩本さんは目が見えなくなった時は死にたいと思いましたが生きていてよかったです子供たちに 諦めないことが大切だと伝ては、お客さと話していましたはい、えい岩さんとって、て、賞をもらんには、お客さんにとって、お客さんにとって、お客さんにとって、お客さんにとって、お客さんにとって、お客さんにとって、お客さんにとって、お客さんにとって、お客さんにとって、お客さんにとトて、お客さんにとって、お客さんにとって、さんにとって、お客さんにって、お客さんにとって、お客さんにとって、さんにとっにんさん Gyo tội này là một chiếc thuyền cỡ nhỏ mọi người nhá Tai từ này thì rất là đơn giản Thái Bình Dương Thái Bình Dương Ok Watatte Watatte là vượt qua băng qua đúng không nào Sho Sho này là gì nhỉ Thưởng Là chính là cái giải thưởng Đúng thế nào Vậy thì tiêu đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là gì nhỉ Anh Iwamoto một người khiếm thị, mega miền tai tức là không thể nhìn thấy, mắt không nhìn thấy được tức là bị khiếm thị nhá. Anh Iwamoto một người khiếm thị đã nhận được giải thưởng nhờ việc lái một chiếc thuyền cỡ nhỏ băng qua Thái Bình Dương một cách an toàn. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung nhá. Iwamoto Mitsuhiro-san wa me ga miemasen ga kaze ya nami no oto kiite yotto ugokasu koto ga dekimasu. Trước tiên về phần từ vựng chúng ta thấy có từ gì nhỉ? Kaze là gió này Nami, Nami là sóng biển đúng không nào? Sóng nhá Oto là âm thanh này Động từ ugokasu Ugokasu là cái việc làm cho cái gì đó chuyển động Được chưa? Mẫu câu chúng ta thấy có veru koto ga dekimasu Có nghĩa là có thể làm gì đó Có khả năng làm gì đó Câu này sẽ là gì nhỉ? Anh Iwamoto Mitsuhiro Mặc dù mắt không thể nhìn thấy được không thể quan sát bằng mắt đúng không nào? Thế nhưng anh ấy có thể lái hoặc là điều khiển nhé Lái cái chiếc thuyền cỡ nhỏ thông qua cái việc nghe Nghe gì đấy? Âm thanh của gió và sóng biển Ok chưa? Yeah. Hãy câu tiếp theo này Iwamoto san wa higashi nihon dai shinsai de higai o uketa kodomo tachi o genki ni shitai to kangaimashita Trước tiên vẫn là xem từ vựng đúng không? Chúng ta có cả cái cụm Higashi Nihon Dai Shinsai Higashi Nihon là miền đông Nhật Bản nhá Cái cụm Dai Shinsai này là cái thảm họa động đất lớn Thì cả cái cụm này sẽ là gì nhỉ? Cái thảm họa động đất lớn ở miền đông Nhật Bản Ok Tiếp theo từ Higai là cái thiệt hại Động từ Uketa, Ukeru là nhận, là chịu Chính là cái việc chịu hay là nhận thiệt hại nhé Chịu thiệt hại nhé Vậy thì cả cụm này chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? anh Iwamoto thì nghĩ nghĩ là đúng không? Hy vọng là nhá. Anh Iwamoto thì hy vọng là có thể giúp được những đứa trẻ, chính là những cái đứa trẻ mà chịu thiệt hại hay là những cái đứa trẻ là nạn nhân của cái trận động đất lớn, cái trận thảm họa động đất lớn ở miền đông Nhật Bản, giúp chúng tìm lại năng lượng sống thông qua cái gì nhỉ? Thông qua cái 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 chuyến đi của chính mình này nhá. Ok. Thế tiếp theo này そして、去年、アメリカからヨットで太平洋を1万3千キロ渡って、途中でどこの港にも寄らない。55日で福島県に着きました。去年、ずらく遠くの去年のもあれね。アメリカは三つ。太平洋じゃなです途中、途中はずっちゅん、ぬね。 Minato thì là cảng đúng không nào? Động từ Yoranai gốc là gì nhỉ? Yoru là ghé qua Ở đây Yoranai sẽ là không ghé vào, không ghé qua đâu đó Fukushima Ken là tỉnh Fukushima này Động từ Tsukimashita cự là đến nơi Thế nhỉ? Mình đã dịch câu này nhá Và số đúng Và năm ngoái Anh ấy đã xuất phát từ đâu đấy? Từ Mỹ Bằng một chiếc thuyền cỡ nhỏ Băng qua bao nhiêu? 13.000 km đúng không? 13.000 km đường biển Thái Bình Dương và đã bình an đến được tỉnh Fukushima sau 55 ngày mà giữa chừng đúng không? Cũng không hề ghé qua bất cứ cảng nào. Được chưa nhỉ? Đấy, tức là liên tục 55 ngày trên biển Thái Bình Dương và cuối cùng đã đến được tỉnh Fukushima một cách an toàn. Ok. Tiếp theo nhá. Mẹa, miếng ai người ta, giot để Thái Bình Dương, thế giới, chúng ta có từ gì nhỉ? Không có gì đúng không? Haji là đầu tiên đúng không? Và anh ấy trở thành người khiếm thị đầu tiên trên thế giới vượt qua được biển Thái Bình Dương bằng thuyền cỡ nhỏ, cái okay chưa? Hay thế tiếp theo này.

cụm này là tên một giải thưởng nhé. Uemura naomi đến đây là tên riêng, tên của một người nhé. Bokensho chính là cái giải thưởng dành cho những nhà mạo hiểm. Giải thưởng dành cho những nhà mạo hiểm tên là Uemura naomi. Nhạ? Vậy thì câu này chúng ta dịch như nào? Vào ngày 12 đúng không? Thì anh Iwamoto đã nhận được cái giải thưởng có tên là Giải thưởng dành cho những nhà mạo hiểm Uemura naomi. 実は、この場所は5つの大陸の一番高い山に世界で初めて全部登った上村奈 omi さんを記念してできました。記念。 kỷ niệm đúng không? Ừ. chúng ta xem có từ nhà show vẫn là giải thưởng này. Tay đi cự, ở đây chính là đại lục châu lục nhá. Ừ. Takayama những ngọn núi cao đúng không? bự toàn bộ này. Nobuta, Nobuta bộ được là leo leo núi đúng không? Ừ. người ta giải thích về cái giải thưởng này. Giải thưởng này được lập ra để kimashita, đúng không? được lập ra để tưởng nhớ về cái ông Uemura Naomi tại sao lại gọi tưởng nhớ bởi vì ông ấy đã mất rồi mất rồi thì cái giải thưởng này mới được được thành lập nhá được lập ra nhá để tưởng nhớ về ông Uemura Naomi là cái người đầu tiên trên thế giới này Sekai de Hajimete là cái người đầu tiên trên thế giới chinh phục được toàn bộ những ngọn núi cao của năm châu lục được chưa? dịch lại nhá 在庫内、入学、独立で、うんよぺおん、上村なおみ。え、người đầu tiên 人 thế giới、toàn bộ。人間は、さんは、目が見えなくなった時は、死にたいと思いました。が、生きていてよかったです。子供たちに諦めないことが大切だと伝えたいです。と話していました。 anh Iwamoto thì có chia sẻ một điều gì đó đúng không nào chúng ta xem từ vựng này shinitai động từ shinu là chết đúng không nào tiếp theo ikiteite động từ gốc là ikiru là sống nhé tiếp theo akiramenai động từ gốc là akirameru là từ bỏ akiramenai sẽ là không từ bỏ đúng không nào tai sẽ tự là quan trọng này và từ tai tai động từ gốc là từ được là truyền đạt ở đây là muốn truyền đạt muốn truyền đạt điều gì đó đúng không anh Iwamoto thì có chia sẻ rằng hai điều. Khi mà Toki, khi lúc đó, khi mà mất đi thị lực thì tôi đã nghĩ rằng muốn từ bỏ cuộc sống này, muốn chết đi đúng không? Muốn từ bỏ cuộc sống này. Thế nhưng gà này, thật là may. Yokatta desu. Thật là may, tôi vẫn còn đang sống, vẫn còn đang tồn tại. Và tôi muốn nói với những đứa trẻ, những đứa bé đó rằng cái việc quan trọng một cái điều rất là quan trọng đó chính là đừng bao giờ từ bỏ cái việc quan trọng nhất đó là không được từ bỏ ok một cái thông điệp rất là hay đúng không nào ok vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần dịch của bài này rồi chúng ta sẽ bước sang phần ôn tập một số từ vựng nhá từ vựng đầu tiên khi gai gai là thiệt hại này số 2, thủ chưa là giữa chừng số 3, bô mạo hiểm số 4, ô cư là tặng số 5, kinen chính là cái kỷ niệm và cuối cùng số 6 akirameru là việc từ bỏ ok hay vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cả bài báo này rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé bye bye